Uh, ngày thi đấu tiếp theo, ngày uh, thi đấu 24 tháng 3 thì BKM Bình Dương sẽ gặp uh, câu lạc bộ Sài Gòn. Uh, đây sẽ là một uh, một, cái, một cái một cái một cái gọi là cuộc thử thách uh, thực sự để gọi là soi xét xem là cái con đường đi tiếp của hai đội bóng này sẽ là như thế nào. Uh, bởi vì như chúng ta đã đặt uh, vấn đề là uh, đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mà cần phải cần phải uh, làm việc nhiều hơn để khẳng định rằng là họ xứng đáng có tham vọng cũng như có nội lực để có thể vươn lên ở top đầu của mùa giải năm nay một cách mạnh mẽ chứ không phải như cái cách mà họ đã thua trên chính sân nhà như là trước câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng đấu vừa rồi. Đó là một lối chơi bế tắc và cái sự bế tắc đấy rõ ràng là không phù hợp với một đội bóng có tham vọng lớn. Ở chiều ngược lại thì câu lạc bộ Sài Gòn thua trong trận đấu của Thành phố Hồ Chí Minh nó không hẳn là một vấn đề về mặt gọi là kết quả. Uh, thua thôi thì cũng là, là 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 chuyện bình thường trong đá nhưng vấn đề là dấu ấn của huấn luyện viên người Nhật Bản uh, sẽ là như thế nào đây chính là đây chính là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm ông Shimoda một người đến với Việt Nam với một cái bản CV nhìn chung là rất là hoành tráng nhưng cái dấu ấn của ông ở đâu uh, khi mà ông ấy thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì ông ấy chưa nhận được một kết quả là hợp lý nào uh, tôi nghiêng về kết quả là thắng cho bình dương ở trận đấu này uh, nhưng phải nói là bình dương sẽ cần phải nỗ lực nhiều đấy bởi vì là sài gòn trong cái tình thế như thế này thì họ vẫn sẽ cần phải duy trì một cái lối chơi lối chơi thật sự là chắc chắn và nếu như tiếp tục đá 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 chắc Uh, thì bình dương liệu có 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 gọi là, là có những cái mũi khoan bê tông hợp lý không tô văn vũ uh, hay là man sa đây sẽ chơi như thế nào uh, bên cạnh tiến linh để có thể là giúp cho bình dương có thể có được một cái sự xuyên phá nó nó hợp lý uh, dù sao thì tôi vẫn nghiêng về một kết quả uh, tốt cho câu lạc bộ bkm bình dương họ năm nay tôi nghĩ rằng là phóng lĩnh văn, văn văn Hình hùng và đội bóng của ông ấy uh, sẽ có được một cái một cái dấu ấn nhất định còn với câu lạc bộ sài gòn ấy thì đây sẽ là một cái mùa giải tôi cho rằng là họ cho rằng đây sẽ là bước đệm mà có lẽ cũng là bước đệm thôi sau những cái gì mà họ có từ năm 2020 thì đây giờ lại là lúc mà họ đang uh, điều chỉnh lại cái cái cái, 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 không phải là họ không muốn có chiến thắng đâu nhưng vấn đề chỗ là khi một loạt những điều chỉnh đấy của họ thì đương nhiên nó sẽ kèm theo những cái khó khăn trong cái việc mà đạt được những thành tích tốt uh, trận đấu tiếp theo là trận đấu than quảng ninh gặp uh, thanh hóa Quảng Ninh vừa thất bại trên sông Lam trên sân của sông Lam Nghệ An trong khi đó thì Thanh Hóa cũng thua trên sân Hà Nội nhưng mỗi đội đều cũng có những cái điều thú vị của riêng mình Quảng Ninh trên sân nhà ở một loạt những trận đấu gần đây thì chơi rất là tốt họ có những kết quả thuận lợi trong khi đó thì Thanh Hóa mặc dù thua trên sân của Hà Nội nhưng họ cũng có những cái nét rất là tích cực nền tảng thể lực Uh, rồi uh, sự khát khao đã được đẩy lên rất là rất là cao và những giải pháp mà huấn luyện viên Petrovic duy trì cho câu lạc bộ Thanh Hóa khiến cho tôi cảm giác rằng đây sẽ là một trận đấu mà họ họ, họ sẽ có điểm. Uh, tôi nghĩ rằng sẽ là một trận hòa trên sân Cẩm Phả của Thanh Hóa. Ở trận đấu tiếp theo uh, thì Hà Tĩnh sẽ gặp Hải Phòng. Đây cũng là một cái dấu hỏi lớn đấy. Uh, Hải Phòng có cái trận vừa rồi tôi tôi rất là ghi nhận uh, anh Phạm Anh Tuấn uh, một lần nữa phải 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 thừa nhận rằng là người đồng hương của tôi uh, đã đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình ở câu lạc bộ Hải Phòng và năm nay rõ ràng Hải Phòng có rất là nhiều những cái điểm uh, tiến bộ họ chơi vẫn là đơn giản nhưng có có những cái tiêu chuẩn của nó chứ nó không nó không phải là một cái thứ bóng đá nó Uh, nó quá tùy tiện theo cái cách là gọi là đơn giản hóa vấn đề bằng cái việc mà đưa bóng thật xa ra khỏi khung thành Nó không hoàn toàn là như vậy Nó có ý tứ hơn rất là nhiều uh, Trong khi đó thì Hà Tĩnh sẽ là như thế nào Sau khi đã có điểm đầu tiên rồi Đây vẫn sẽ là một dấu hỏi lớn Lại một trận hòa nữa chăng Tôi nghi cái điện này nó có thể xảy ra nữa lắm Bởi vì có sự cân bằng Vẫn có sự cân bằng nào đó rất là khó có sự khác biệt lớn và uh, phạm minh đức vào lúc này đang rất là cần phải cải thiện cái gì cải thiện về chất lượng tấn công của của hà tĩnh sau khi đã củng cố được cái trận tuyến trên sân nhà rồi tránh cái việc mà để kéo dài cái mạch thua rồi thì bây giờ cần phải mài cái hàng công thì liệu có thể ăn được hải phòng trong một cái một một một, một cái thời điểm mà hải phòng đang duy trì một cái chất lượng phòng ngự rất là cao như không mà chưa kể là hải phòng có cơ hội phản công là cũng cực kỳ nguy hiểm nhé Jemel uh, Linh, chân Sút nên là không có đùa được. Ông ấy là một người mà có thể duy trì tốc độ cao và khả năng chơi gọi là độc lập cũng vào loại rất là tốt. Thế nên, Tư Thiên với cái Hòa ở trên uh, sân Hà Tĩnh. Trận đấu cuối cùng, Đức Kim Vô địch sẽ gặp Hoàng Gia Lai. Đây là trận đấu của uh, vòng đấu chắc chắn là như thế rồi. Nhà Đức Kim Vô địch đã bừng tỉnh sau hai trận thắng liên tiếp đó là những trận đấu rất là quan trọng họ đã vượt qua được bkb uh, bình dương và họ đã thắng uh, nam định trên sách sân khách thêm một lần nữa năm ngoái họ cũng thắng trên sân thiên trường và năm nay lại một lần nữa lại có một chiến thắng petro paulo hai trận đấu liên tiếp đều ghi bàn uh, và bàn thắng ở trận đấu gặp uh, nam định vừa rồi là một, một tình huống uh, tận dụng được thời cơ chớp được thời cơ và cảm giác của cái chân trái của petro paulo là rất là tuyệt uh, trong khi đó thì trọng hoàng cũng có một cái ngày thi đấu có thể nói là cực kỳ dấu ấn không phải chỉ là đã khi bàn không chỉ đã phối hợp với petro để để tạo nên một bàn thắng rất là đẹp mà vấn đề là cái sự sông sáo cái tính đa dạng trong lối chơi trong cách di chuyển trong cách góp mặt vào các tình huống của trọng hoàng và đây là một cái chi tiết mà tôi cảm thấy rằng là rất là thú vị trong cái cách dùng người của của trương việt hoàng ừ, trong khi đó ở chiều ngược lại thì sao hoàng gia lai cũng biết người biết ta đấy chứ họ thắng cái trận cần thắng trên sân nhà trước Bình Định và khi đi Hà Tĩnh thì ít nhất cũng có điểm đã bởi vì cái cái điểm đấy không rõ là cũng có phải là điểm đầu tiên trên sân trên sân khách của trong rất nhiều đó. tức là cả cái mùa giải cái đoạn cuối của mùa giải năm ngoái là ngay gia lai là toàn toàn thua trên trên sân khách đấy tất nhiên trên sân hàng đẩy của Viettel ấy, thì mùa giải trước ấy họ cũng đã có một trận hòa ở ở cái cái, cái lần đi bởi vì hai đội gặp nhau hai lần nhưng mà lượt về thì hoàng gia lai thua, thua thảm họ thua một bốn nhưng mà lượt đi là họ hòa ba đều đấy một cái trận đấu rất là rất là rất là hay có một cái cuộc rượt đuổi tỷ số rất là hay của hai đội năm nay liệu có cuộc rượt đuổi đấy không tại sao không hai đội đều đang có vấn đề à, phải nói lại nhé theo ấy mặc dù đã trở lại rồi ấy, nhưng hàng phòng ngự là, là chưa ổn đâu à, quế ngọc hải cũng đã trở lại đã ghi bàn ở cái trận đấu gặp uh, bình dương Trận đấy là một trận đấu tốt của Quế Ngọc Hải. Thế nhưng nhìn vào trận Nam Định ấy, thì Hải Quế này, Bùi Tiến Dũng này, những trung vệ hàng đầu những trung vệ của đội tuyển quốc gia chơi không an toàn một chút nào cả. Bóng bổng là thua hết. Thì liệu bóng bổng có phải là giải pháp mà Hoàng Gia Lai uh, có thể gọi là giải quyết được vấn đề trước về theo không? Rất may lại là không bởi vì Memovic không phải là một giải pháp. Brandao cũng không phải là một anh trung phong cao lớn thường xuyên chơi đầu và hoàng anh gia lai của kia thì cũng không có cái thói quen thực hiện nhiều những quả tạt như thế họ có xu hướng chơi bóng ở tầm thấp họ có xu hướng xẻ nhiều trái bóng ở nách trung lộ họ có xu hướng lôi kéo này là bằng bằng công phượng và dùng văn toàn với tốc độ của mình để xuyên phá đó đó chính là cái 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 sự thú vị khác biệt thì thì liệu điều gì sẽ xảy ra tôi nghĩ rằng là sẽ là một trận đấu rất là khó lường nhưng với một chút gọi là gọi là là, là là suy đoán nó mang nhiều tính cảm tính của tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là viettel có thể thắng thêm một trận đấu nữa ừ, hoàng gia lai nếu đi trong một cái đường một chặng đường dài ấy, của một trận đấu thôi nhé chứ không nói chỉ là cả một mùa giải họ vẫn đang có những cái thời điểm bộc lộ cái việc là thiếu cân bằng nền tảng thể lực của cầu thủ hoàng gia lai chưa thật sự là đủ tốt ừ, tuấn anh xuân trường Công Phượng, uh, Văn Toàn, mỗi người một vẻ đã có được những cái những cái, cái cái cách để 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 thể hiện dấu ấn của mình. Nhưng đó chưa đó chưa phải là một cái tập thể gọi là đủ sức mạnh để làm được nhiều chuyện lớn. Có lẽ là họ cần phải tích lũy nhiều hơn, bất động khoảng một hai vòng đấu nữa, uh, có mắt ở nửa trên của bảng xếp hạng để có thể cạnh tranh cái cái, cái ngôi cao vào mùa giải này đối với Hoàng Gia Lai là hoàn toàn có thể nhưng với chất động cụ thế này thì có thể là họ sẽ không có được điều mình cần trước câu lạc bộ Viettel uh, càng chơi thì tôi nghĩ là cái 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 thế trận tấn công nó nó có sức mạnh nó cân đối và nó có cả cái sự cân bằng uh, của Viettel sẽ là là chiếm ưu thế tôi nghiêng về kết quả có cách biệt một bàn dành cho Viettel trong trận đấu gặp Hoàng Gia Lai uh, thì vấn đề là đội nào thắng thôi mà vấn đề là lựa chọn thực ra nó có cái sự cân bằng rất là cao đấy. Thôi nhưng mà thôi riêng trận đấu này thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam có thể thắng.